Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đến với trang trại heo của ông Sáu Đậm nha bà con bác. Đây là trang trại heo ở ấp Hình Tịnh, xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Nhà ông nuôi mấy con heo ta? 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con. Còn 1 con, còn con lạnh nó đi vô rồi. Đó. Có con heo này là chịu ăn nè, cho nên con heo này nó bự nhất nè ông bà cô chú anh chị. Phụ nuôi heo với ông Sáu, có người trai của ông Sáu phụ nuôi. Tấm heo nè, tấm heo nha. Để heo gì, heo bơ hả? Heo bơ, heo bò đang giữ em. Với lại em Khải lần đầu tiên được tắm. Đã luôn. Mê luôn đó, về nội là chỉ gì đâu bác, mê vậy đó. À, ông nội xây cái nền gạch này để rồi lấy mấy cái mền, Út Thơ lấy mấy cái mền trấn lại đó, giữ nước lại cho mấy bạn nhỏ tắm vậy đó, hà chơi vậy mà phái. Đã không sữa? Thích không? Không không? Yeah. Yeah, rất thích. Thích không? Tắm nhanh đi ăn cơm nước nè. Tắm xong không? Chờ tắm xong không? Chờ tắm xong không? Nước nó cũng đầy mưa đục cũng hay. Nhưng nước đi mà sáng rồi. Xong đục tắm xong chứ có sao đâu. Ông nội nào? Kêu ở trong trắng. Mê luôn. Nãy giờ các bạn nhỏ tắm lâu lắm mà bà cô chú anh chị. Nãy giờ các bạn nhỏ không có mặc áo. Các bạn nhỏ trượt. Giờ quay clip cho nên các bạn nhỏ mặc áo vô. Đã không anh hai? Đặc biệt là Khải. Đã không con? Đã không? Nhìn đây! Không đâu? Không đâu? Không bữa thích. Bữa thích thân hả? Khải ơi! Chào bảo chú ơi! Này có thằng đi nhỏ tham gia cùng với lại các anh chị. Có nhỏ này mới được lụm á. Mới lụm nó ở đâu hả? Dạ lụm ở trong thùng rác á. Vậy hả? Dạ. Được chung thùng rác của con không? Dạ con không, thùng rác ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, con này ở Bến Tre. Con này thùng rác ở Bến Tre hả? Dạ. Ừ, rồi nó khoái kìa. Mấy đứa, mềm lắm. Lắm nè. Lại con giúp nha. Mấy tí nữa khóc rồi đó. Lạnh chưa? Vô cơm nước chưa? Sữa giữ em đi con. Bơi này. Bơi tập em bơi đi. Tập bơi nè. Đã kìa. Mê luôn rồi. Mê đó vậy nè. Thích cho ông bầu chưa chị? Dạ về nội giống như đi khu nghỉ dưỡng vậy đó. Bác mẹ á. Có anh em cùng nhau chơi. Bạn nhỏ nó đi đâu vậy, nó có anh em nó vui. Bơi. Tập em bơi đi. Còn một em nữa mà em đó nhà chí rồi chưa có tuổi. Bắp. Chúng vô nước bạc em ơi. Cà. Nó bơi kìa. À, cho nó chừng nữa lớn nó coi. Nó mê kìa. Nhìn nó cho nó lớn nó coi ha. Dạ. Chị sữa giữ em thật tự. Ừ, cái tái mềm. Mềm như whisky luôn á, là cái đồ bóp bóp. Khi đá bị ông bóp nhiều ra ông nội đang bơm nước vô con chơi kìa. Xuống biển. Hôm nay là lớn nhất. Cái áo xuống bờ. Nhìn Khải nè. Ra bả là hỏi làm gì? Khải. Kéo. Cho nó nằm xuống kéo nó khoái á. Rồi cho em nó tựa xuống hông, nằm ngược lần nữa. Kéo cái chân á. Cho nằm ngửa xuống. Không ăn được. Dạ, kêu bo làm. Kéo chân em. Kéo sữa kìa.
Để con đi, con nhẹ đi con. Chúng ta là đừng có tình vô mặt con nha. Ây da, đừng có tình vô con. Ê vui không mà có trước thì vui không đó vậy lắm mê 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 nó úp bài đầu đó bỏ úp bài đầu đó ôm Khải vô bả ông còn mê lắm á vô không ở bên trong thì Úc Thơ đang chuẩn bị cái món ruột khìa nước dừa để cho các bạn nhỏ ăn cơm mà con bác. Ồ, cái món này là món khoái khẩu của bạn nhỏ luôn nha. Hấp dẫn chưa? Ui, phá lấu ha. Ngon quá. Úc Thơ quá rồi. Dừa bài trò cho bạn nhỏ chơi mà vừa làm món ăn cho mấy bạn nhỏ ăn nữa. Cảm ơn Úc Thơ nha. Trời ơi, dày mễ. Cô có một người ế lâu năm 35 tuổi mà vẫn chưa có mối tình dắt dài. Nhưng mà cái món ruột khìa nước dừa trông thật là ngon. Chú này cái gì vậy? Đây, cái thằng nhỏ này thì nó giữ em. Đứa lớn giữ đứa nhỏ hồi chú vậy cưng không đứa lớn giữ đứa nhỏ ủa làm gì làm gì làm gì à. Còn ở bên đây thì Thiếm Tư nó đang chuẩn bị món gì đây ta? Canh chua. Đó là món canh chua rau lang. Ủa canh chua rau lang bỏ rau nó canh chua luôn hả? Dạ. Với lại rau muống rau nhúc rau tùm lum hả? Dạ. Hôm nay còn miếng dưa miếng thịt kho này hả? Quá ngon rồi. Canh chua cá hú. Bột cho mình chấm đi. Rào bảo phát. Ngon quá. Mới ăn sáng đông giờ tới ăn trưa rồi. Chào bà chú. Bây giờ con sẽ ăn cơm nha. Bây giờ hôm nay con sẽ ăn cơm cùng gia đình ha. Nhìn cơ nha. Ở đây là đông đủ luôn, còn chú Tư Thiện quay clip. Giờ con sẽ giới thiệu từng người nha. Đầu tiên có bò. Dạ có anh Bin. Dạ có Thiên Tư. Dạ có bà nội. Dạ có ông nội. Dạ cái ông này không biết nha. Bỏ qua đi, bỏ qua đi. Dạ có cha Khương. Có mẹ Ngọc. Nó có... chào kìa, okay, em chào kìa. Rồi, có Khải. Có Khải. Có Khải. Rồi có cha Khương. Có mẹ Ngọc, có Úc Thơ, có My. My chào đi My, chào. Dạ. Dạ và có bơ. Và có con, còn chú Tư đang quay clip nên không ăn được. Chú Tư ăn rồi, cho chú Tư. Con mời chú Tư, con mời cả nhà ăn hết. Dạ, mời ông bà nội nè. Mời ông bà nội, mời mọi người ăn cơm nha. Con ăn món gì vậy? Ừ nè. Dạ không, con không biết. Con món đó món gì? Ờ, cái này con không biết kìa. Hỏi Úc ơi, Úc làm món gì ạ? Úc ơi, cái này là gì ạ? Ruột khi nước dừa, có cá, thêm canh chua, thịt, rồi cá nữa, chè canh. Ở bên kia là cay, còn ở bên đây không cay nhưng mà chú. Con mong bà chú ăn cơm cùng gia đình con. Dạ. Với mắm tôm của con ạ? Ừ. Con biết rồi, con thích ăn mắm tôm lắm mong bà chú. Ừ. Còn thiếu cô ba Dượng ba với bé Bắp mất mốt cái bàn này mình phải nói dài rồi quá đúng không? Dạ. Ừ. Ngon quá được nhéo được quýt chớp được chớp luôn hả? Vậy ăn cái gì cũng ngon. Ừ. Có tên không?
con làm được rồi. Ngon quá. Con biết làm không? Con biết à? Dẹp. Có khi được ăn với nước dừa ngon quá. Cho con cái cũng ngon nữa. Cho con cái muỗng để con múc nước đi. Thôi úp để luôn đi. Để úp cắn vào được. Cắn kìa bên với bò. Tự gấp bò gấp. Ừ. Ủa lẹ ơi, nếu cơm lẹ. Hồi đó nhà ông bà nội có 6 người à. Giờ nhà ông bà nội quá trời người luôn rồi. Nhân ra. Giờ gia đình mình bao nhiêu người ta? Đếm rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Chứ 3 người nó 16 người. Nhiều hơn nhà nội luôn. Gia đình mình 16 người. Út Thơ mà kiếm nữa là đủ 20 á. Em đẻ 12 đứa rồi. Ghê vậy? 12 đứa. Út mà đẻ nữa là nhà nội nhiều nhất luôn. Ừ. Ngon không? Nữa tụi con lớn lên có đi ra học đi làm gì Tết nhất lễ lộc nhớ về nội về ngoại nghe không? Dạ. Ừ. Anh em á hẹn nhau về. Cho ông bà nội bà ngoại vui không? Dạ. Ngày thường mình đi đâu đi đúng không? Dạ. Tôi có đi làm đi học đi chơi vậy đi. Có ba ngày mấy ngày lễ rồi, Tết nhất á. Mình phải tranh thủ mình về. Con bà nội bà ngoại vui. Dạ, cái món này ngon. Ngon không? Nói con trắng miếng cá. Con trắng miếng cá và mắm tôm ăn ngon lắm. Mẹ ơi bà thôi. Bà thúng giờ bà mê mắm tôm mà không bà con chút. Nè, chai. Cái mắm tôm. Con chai. Cho con nè. Bánh nhiều lắm. Trắng miếng cơm. Dừa dừa không? Bỏ bà nè. Sữa chút. Mấy bạn trai ăn ngon không? Em đuôi hả? Mấy bạn ngon hơn mà im lặng vậy. Lấy bà sửa bà nói quá, mấy bạn hỏi em luôn. Sao ngon bà? Ngon quá trời luôn đó bà. Bà nói nè, gia đình của ngoại mình vậy đó. Có cậu nè, có dì nè, Út Thơ nè. Rất là vui, rất là sum vầy. Hỏi ấy có thích đi về quê ngoại mình không? Mới nhỏ quá. Mới mốt tụi con cũng phải có bạn gái, bạn trai, cũng phải có vợ, chồng mà. Cũng về đây. Đúng không? Dạ. Về con muốn gì? Bỏ chén nhỏ nhỏ xuống gọn nhẹ xuống nè. Mày cũng cắt nhỏ này nha. Cái này cái bàn kiến cho nó kêu đùng đùng. Ngon bơ. Ừ. Ăn xong rồi làm gì nữa? Nãy tắm rồi giờ ăn xong rồi làm gì nữa? Ăn không á. Ăn không muốn đi vòng vòng. Cái con á đi qua bà Hảo Út gỡ. Trước khi qua bà Sáu ghé thăm bà cụ á. Dạ, muốn chào cái bà cụ luôn. Cũng nãy cha đã mua sữa bà cụ rồi. Mà con mua dầu rồi. Cái con Út lấy để em cắt cho con. Cảm ơn bà nha. Cảm ơn Út nha. Út đang cắt con đi. Thì cảm ơn. Được rồi. Ủa anh ăn gì bơ? Chiều nay mày ăn lo mắm hả? Ăn gì mà tập cho mấy bạn nhỏ ăn cơm bằng chén mà bác để ngồi ăn cùng gia đình. Bữa nay bơ ăn cơm ngon rồi. Gắng cố gắng về mà phải dành thời gian ăn cơm gia đình. Mày mốt lớn lên này dễ thương. Mốt bình với bò rồi ha, mà có bạn gái á
Hỏi nhà nhà nội nhà ngoại của anh sao á, gửi clip cho coi, gửi clip cho coi liền. Hỏi nhà nội anh vậy đó, phải cười không? Còn thằng này chừng nào nó có bạn gái chắc mình chống cờ gậy mình đi quá. Hả, mới con tủ máy à? Không, tới đó bắt 26 mấy rồi. Nó ông nội chắc chống gậy rồi, biết còn chống gậy không nữa. Phải một con cái là cỡ bắt hai là cỡ cha mẹ giờ, cỡ tuổi cha mẹ giờ không? Đâu phải sắm như được như ông bà cụ, như bà cụ mới đánh mới được chứ. Không có con đàn cho đấm. Con đắp cái thường nữa. Sao không mời ông bà cô chú anh chị về quê nội chơi nè. Dạ, mời chú về quê nè con cơ. Em mời chú qua đây lắm, người muốn ngon ăn lắm. Món gì? Món gì phải nhỉ? Mở làm. Không có nổi không? Làm gì? Làm gì? Bữa nay lên ngồi bàn được rồi nè. Ngồi xuống đi con. Ừ. Cái gì? Muốn cái gì? Con muốn gì? Tơ bồng hả? Tơ gì? Chào à, ảm bảo chú ơi, không gió, mi gió, bảo chú ơi. Mi gió, bye bye đi. Tới giờ vậy đó. Tới giờ. Bên đó bầm chìm quá. Rồi ngồi xuất hiện xíu thôi ha. Để cho nên lớn người con biết hồi đó 1 tuổi về là nội ăn cơm. Bắt đầu bao chút. Cảm ơn quá. Thấy lớn hả? Nào nha. Qua đây cho cậu con gió. Ừ, bye bye. Cái gió ăn tôi con canh chua ngon đó. Canh chua là ngon quá nè. Canh chua rau nhúc ở trong vườn của bà nội á. Đơn giản mà ngon ha. Quá ngon. Đợt này không có mắm rồi ha. Có một cá ngọt quá là mắm. Mắm đu đủ hồi xưa Bi cũng thích. Vừa mắm. Sữa nay về phát hiện thêm được món bún đậu ô mắm tôm. Con chưa thích mắm tôm luôn. Hồi bữa con lúc đầu con chưa biết ăn mắm tôm mà bơ kêu con ăn thử một miếng. Cái con ăn thử tưởng ngon mà dù nó không có mùi thơm nhưng mà ngon nha. Sữa ơi, con xem bình thường tập này sao Sữa? Con thấy cô sao, cô gì ta? Cô Mai sao? Cô Mai sao hay nhất trong đó. Bài gì, cô hát bài gì? Đậu, không biết. Đậu ơi đừng khóc. Đúng rồi. Mừng quá bọn bác tới tập 3 là mấy bạn nhỏ bắt đầu yêu mến chương trình đó. Bắt đầu xem rồi bình luận rồi bầu chọn cái ai. Tới qua trên đường vừa, Hương vừa trên đường về Hương vừa mở tập 3 cho Sữa với bạn Bin rồi coi. Quá mê giọng hát của cô Mai Sao à. Vài bộ ơi đừng khóc. Nó ăn xíu nữa cho ăn cơm xong cho mở cho con coi. Tập 3 các bạn thấy xinh hát hay đẹp. Có nhiều người chưa biết mà. Ừ, có nhiều người chưa biết. Chưa giống như năm rồi. Cảm ơn. Mình vợ lên khoảng 500 ngàn được lên. 500-600 ngàn. Trời ngon. Ngon không? Bà con không biết. Kênh không tốt quá. Sữa múc thêm đó mẹ, mẹ bớt cơm nha. Sao một vườn mùa này Phương Dừa phát sóng vào lúc 9 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Phương Dừa bà bác. Dạ. Có gì bà bác nó xem ủng hộ á. Còn thứ bảy tuần này á. Ngày 7 tháng 9 2024 ngày đêm nhạc sẽ có nghệ sĩ ưu tú Chí Linh. Nghệ sĩ ưu tú Vân Hà.
người cùng cái cùng nhiều bạn ca nghệ sĩ trẻ lắm, như là các bạn thí sinh của Ngôi Sao Việt Vương mùa 3, tập 3, dạ 200. Đoan đừng đợi chị đâu. Chắc chắn là sẽ có chị Mai Sao với bạn Thúy Nga. Ôi, con thích cô Mai Sao. Nha hả? Cô Mai. Để thứ bảy cho mời cô Mai Sao lên hát con nghe nha. Hát bài Ơ Bầu Ơ nữa. Thích nghe bài Bầu Ơ Đừng Khóc không? Dạ. Ok. Nè con nói đi, con nói đi, con nhận xét con góp đi. Con có ý kiến gì giọng hát của cô Mai Sao đi cho cô vui ơi. Tại nó hay. Hay gì sao? Tự nhiên con thấy hay thôi. Như hả? Tự nhiên thấy hay vậy hả? Anh hai cũng khen hay nữa. Anh Bin nói đi em Bin. Anh hai có cái cũng có cái ý tưởng luôn, có cái đầu đạo diễn lắm nha. Cha vừa dựng kịch vô là chưa tới bài hát là anh hai biết cha chuẩn bị hát bài gì rồi đó. Anh hai nói lớn lên nếu được thì sẽ trở thành một vận động viên cầu lông quốc tế luôn chứ mày. Mơ ước hả? Còn không được thì cho con làm đạo diễn. Đạo diễn cái gì con? Cho sao à? Đạo diễn cái gì con? Cho con làm đạo diễn nhà sản xuất. Chúng ta kiếm quần thôi. Sửa đu dữ hả? Sửa là làm lì lẻ không? Sửa cái video ra con để nó ngọt. Ăn chậm chậm thôi, tại bún mì cơm rất ngon nên chúng ta hay ăn chậm chậm. Trời ơi, coi ăn con bở vậy. Đấy là con heo của ông Sáu á, ông Sáu nuôi con heo đó đó. Đó cơm màu gì mới ngon. Nào ngon hả? Ngon quá. Quá rồi Út ơi. Anh nhìn thấy ngon miệng không? Ở chiều nay sửa làm món gì cho Út với bà nội ăn đi. Tính dòng thịt của ba không? Thế là mai làm. Cứ ngon. Thôi cứ mở ra. Thật là ngon. Ngon quá chịu hết nổi rồi. Rồi xuống hết rồi. Ngon như dạ. Món nhà hàng lắm. Dạ hả? Dạ. Vậy thôi, vậy chào tạm biệt bà cô chú ha. Dạ, cảm ơn quý bà cô chú đã theo dõi video Phương Vừa Con. Dạ về quê vậy đó bà bác. Wow. Mấy bạn nhỏ quay quần chơi rồi xong rồi ăn uống rồi ngủ rồi quay quần chơi, dạ giống như là nghỉ lễ đúng nghỉ dưỡng luôn á. Dạ rồi thôi Phương Vừa kính chúc quý bà ông bác mình thật nhiều sức khỏe nha. Dạ gia đình Phương Vừa xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại, cảm ơn nhiều. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Phương Vừa. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa.